Hai tháng sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư hướng dẫn cho vay tái cấp vốn gói 7.500 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất, Đà Nẵng đã có 7 doanh nghiệp được tiếp cận gói vay vốn. Tốc độ giải ngân gói vay này được doanh nghiệp đánh giá là tăng so với gói vay trả lương ngừng việc 16.000 tỷ đồng của năm 2020, nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng của đại đa số doanh nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Ngày 17 tháng 9, một ngày sau khi thành phố có quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách, Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng đã tiến hành giải ngân nhanh gói vay này cho hai doanh nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn quận Liên Chiểu. Ông Đặng Văn Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Thành cho biết, COVID-19 khiến công ty bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều địa phương thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Công trình dừng thi công, vốn giải ngân đầu tư của chủ đầu tư cũng ngưng trệ. Người lao động không có việc làm, nhưng đơn vị vẫn phải tạm ứng lương để họ trang trải cuộc sống gia đình. Chính vì vậy, công ty đã nộp hồ sơ xin được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động và đã được giải ngân hơn 60 triệu đồng, trả lương tháng 8 năm 2021 cho 17 công nhân. Nếu như không quan tâm đến người lao động thì tôi cứ cho người lao động nghỉ việc và tôi không trả lương. Nhưng mà tôi cũng nhờ các chính sách của nhà nước và này có thể chúng tôi cũng cố gắng mà lo mà được có cái nguồn vốn vay không lãi suất để chúng tôi lo cho người lao động trong cái thời gian trong dịch bệnh. Mà thực sự ra mặc dầu thì 3.920.000 một người trong một tháng nhưng mà người ta cũng giải quyết được rất nhiều vấn đề trong gia đình của họ. Nếu như công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thành lần đầu được giải ngân, thì công ty bệnh viện Y Đức là đơn vị sử dụng lao động được Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố giải ngân cho vay lần thứ hai để trả lương tháng 8 cho 19 người lao động tại đơn vị. Trước đó, công ty bệnh viện Y Đức đã được vay gần 75 triệu đồng từ gói này để trả lương tháng 7 cho người lao động đang tạm thời nghỉ việc. Hồ sơ thì mình cũng phải cảm thấy là so với những cái năm trước là phê duyệt rất là nhanh và được hỗ trợ các anh chị ở bên Ngân hàng Chính sách Liên Chiểu này, các anh chị hỗ trợ về cái thủ tục là rất là nhanh chóng. Từ lúc mà nạp hồ sơ đến khi mà nhận giải ngân thì chỉ trong vòng có 5 ngày đến 7 ngày thôi. Tất cả những cái anh chị em trong phòng khám của mình là 100% những cái người mà trong độ tuổi lao động là đều được đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng tất cả những chính sách. Thì cái này thì mình cảm thấy là cũng là may mắn của đơn vị. Khi mà mình làm đúng theo chính sách chủ trương thì khi mà mình gặp khó khăn mình được nhà nước hỗ trợ. Theo Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng, đến ngày 17 tháng 9, đơn vị tiếp nhận 23 hồ sơ vay vốn với tổng dư nợ đề xuất là 15 tỷ đồng, trả lương một tháng cho gần 3.800 lao động. Hiện chi nhánh đã giải ngân được hơn 1,1 tỷ đồng cho 7 doanh nghiệp trả lương cho 284 lao động. Vẫn còn 16 doanh nghiệp có nhu cầu vay nhưng vẫn chưa hội đủ điều kiện để được giải ngân. So với gói vay trả lương ngừng việc 16.000 tỷ đồng của năm 2020, thì ở gói vay 7.500 tỷ đồng theo nghị quyết số 68 năm 2021 của Chính phủ có tốc độ giải ngân nhanh hơn nhưng vẫn không được như kỳ vọng của doanh nghiệp. Số lượng các doanh nghiệp đã được hỗ trợ vay vốn với lãi suất 0% và không cần tài sản đảm bảo theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động hầu như rất ít. Trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng có những cái khó khăn, vướng mắc nhất định. Thì hiện nay thì các doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp thì chủ yếu thực hiện ba tại chỗ, có doanh nghiệp không có nhu cầu vay. Còn đối với những cái doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thì thực hiện chủ yếu là tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc là nghỉ không lương hoặc là doanh nghiệp không tham gia vào đóng bảo hiểm xã hội nên cũng có những không đủ điều kiện để vay hoặc doanh nghiệp là thời chủ yếu là làm cái chính sách hỗ trợ nên không có nhu cầu vay. Được biết, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang trình Chính phủ dự thảo sửa đổi nghị quyết số 68 và nhanh chóng ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng, trong đó sẽ bỏ ít nhất 3 điều kiện được cho là làm khó doanh nghiệp, như không có nợ xấu ngân hàng, báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, giấy xác nhận tạm thời nghỉ việc của người lao động, v.v. Việc cắt bỏ các điều kiện khó được hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận gói vay hơn trong thời gian đến.